Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 7. Cảm ơn các em đã đăng ký vào khóa học online. Chúng ta sẽ bắt đầu luôn ở cái bài 11.5 sao các em nhé. Hãy sử dụng nhạc cụ tự làm ở cái bài tập 10.5 ha. Chai có thể thay thế bằng ống nghiệm, nghĩa là trong cái bài tập 10.5 đó, nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng 7 cái chai và chúng ta sẽ đổ nước ở cái mức, các cái mức nước là khác nhau em ạ nha. Nó tạo các cái cột không khí trong đó nó cũng cao là khác nhau, được chưa? Và cái bảng hướng dẫn dưới đây để tìm hiểu xem cái độ cao của âm phát ra phụ thuộc vào khối lượng của nguồn âm như thế nào ha. Bây giờ chúng ta sẽ hoàn thành cái bảng này luôn. Một, cách tạo ra nốt nhạc. Gõ vào thành các chai từ chai số 1 cho tới chai số 7. Các em nhớ rằng cái chai số 1 á, cái mức nước của nó rất là thấp. Cái chai số 7 cuối cùng là mức nước rất là cao. Các em nhớ giùm thầy như vậy nha. Nghĩa là nó tăng dần lên như thế này. Thổi mạnh vào chai. Đây là gõ này. Còn cái này là thổi này. Ha. Như vậy thì ở đây ghi tên nguồn âm, bộ phận phát ra âm. Như vậy thì ở đây gõ, nghĩa là ở đây nó sẽ cái gì phát ra âm em? À đây chính là cái thành chai này. Thành chai phát ra âm này. Còn khi các em thổi, thổi vào thì đó chính là do gì? Do cái cột không khí ở trong chai nó phát ra âm thanh nha. Như vậy đây chính là cái cột. Các em ghi này, cột không khí. Cột không khí trong chai. Được chưa? Ta đi sang phần 3, nhận xét về khối lượng của nguồn âm. Khối lượng của nguồn âm ở đây là các em thấy là lớn hay nhỏ? À, khối lượng nguồn âm này đây là lớn này. Được chưa nào? Còn khối lượng của nguồn âm mà khi chúng ta thổi mạnh vào thì nó sẽ như thế nào? À, nó sẽ nhỏ. Có được chưa? Ok. Rồi, chúng ta sẽ đi sang ở câu số 4, câu số 5. À, lắng nghe và ghi nhận xét về cái độ cao của các âm phát ra. Độ cao của các âm phát ra là ở đây các em thấy là cao hay là thấp à? À, cao ha. Còn độ cao của các âm phát ra khi chúng ta thổi vào thì đó chính là thấp. Đó, đây là âm bổng này, trầm này. À, rút ra mối liên hệ giữa khối lượng của nguồn âm và độ cao của âm phát ra. Như vậy thì trong các điều kiện khác nhau, trong các điều kiện khác như nhau, khối lượng của nguồn âm càng chấm chấm thì âm phát ra càng. Như vậy thì cái nguồn âm càng lớn thì âm phát ra càng gì? Càng cao, và ngược lại, nếu mà càng nhỏ thì âm phát ra càng thấp. Các em hiểu nào? Như vậy thì ở đây chúng ta có thể lớn, cao, và ở đây chúng ta mở ngoặc ra, ở đây là thấp, là nhỏ. Thì cái này các em ghi là hoặc ở đây tương ứng là thấp, nghĩa là xảy ra hai trường hợp như vậy, chứ không phải lúc nào cũng lớn với cao mà có thể là nhỏ với lại thấp. Các em hiểu chưa? Rồi chúng ta sẽ đi sang cái câu 11.6 em nhé. 11.6. Ok. Rồi chúng ta sẽ đi sang bài 11.6 em nhé. Vật nào sau đây dao động với tần số lớn nhất? Tần số lớn nhất. Câu A, trong một giây dây đàn thực hiện là 200 dao động. Câu B là trong một phút con lắc thực hiện là 3.000 dao động. Như vậy ở đây các em thấy là cái đơn vị nó chưa đồng bộ này. Bây giờ nha, thầy sẽ tính toán để chúng ta xem thử là cái công thức tính đó. A này, F này sẽ bằng là cái số dao động chia cái thời gian. Như vậy thì số dao động ở câu A này là 200 chia cho 1 giây thì sẽ bằng là 200 Hz. Được chưa? Ở câu B này, trong 1 phút, bây giờ chúng ta sẽ đổi ra giây. 1 phút á, thì bằng là 60 giây. Có đúng không? Như vậy F của chúng ta sẽ bằng N chia T. Như vậy thì ở đây sẽ là 3.000 chia cho 60 thì sẽ là bằng 50 Hz. Các em thấy nào? Chỉ có thể làm như thế này thì chúng ta mới chọn được câu nào được. Ok. Tiếp tục ở câu B. À, câu C. 5 giây mạch trống thực hiện là 500 dao động. Như vậy F của chúng ta là N chia cho T sẽ bằng 500 chia cho 5 thì sẽ bằng là 100 Hz. Câu D.
20 giây, ở đây là thực hiện là 1200 dao động. Như vậy thì F sẽ bằng N chia cho T sẽ bằng 1200 chia cho 20 thì sẽ bằng là 60 Hz. Như vậy thì ở đây các em thấy này, sau khi chúng ta tính toán thì các em thấy được là cái số liệu nào là lớn nhất. Đây 250, 100 hay 60 thì đó chính là 200 Hz. Như vậy ở đây chúng ta sẽ chọn là câu A. Các em hiểu không nào? Ở đây cái N này đó chính là tần số dao động này, đây chính là cái thời gian T được tính bằng giây, nhớ nha. Tính bằng giây. Ok. Rồi. Ta sẽ đi sang câu 11.7 em nhé. Hiểu không? Này. Ta sang câu 11.7 em. Khi nào ta nói âm phát ra trầm? Âm phát ra trầm nghĩa là âm đó nó phát ra tần số thấp hay cao? À, rất là thấp. Ok. Ở đây khi âm phát ra với tần số cao là sai này. Trầm mà, trầm thì không thể cao được mà phải là thấp. Còn âm bổng mới là cao. Đây này, câu B này. Khi âm nghi to. Đây, câu B kìa. Nhìn vào các em sẽ thấy ngay là câu B ha. Ta đi sang câu 11.8 luôn nha. 11.8 nha. Bằng cách quan sát và lắng nghe dây đàn dao động, khi ta lên dây đàn, ta có thể có kết luận nào sau đây? Cái dây đàn ha, ví dụ đàn là guitar chẳng hạn. Khi gãy dây đàn, nếu A là gì? Dây đàn càng căng thì dây đàn dao động càng nhanh, âm phát ra có tần số càng lớn. Có đúng nè. Có vẻ là chính xác ha. Câu B, dây đàn càng căng thì dây đàn dao động càng chậm. Nhớ này, càng căng thì nó lại càng nhanh và nó càng lớn thế mà. Đây chậm là sai này. Dây đàn càng căng nhưng mạnh phải càng to ha. Dây đàn càng căng thì dây đàn dao động càng yếu. Yếu là sai rồi. Như vậy đáp án chính xác ở đây chính là đáp án A này các em ạ. Và các em không tin thì các em lấy cái đàn guitar, chúng ta sẽ làm thí nghiệm nha. Ok. Ta đi sang cái câu 11.9 nha. Sao ha? Ta đi sang câu 11.9 nha. Tại sao khi biểu diễn đàn bầu? Đàn bầu người ta biết không? Biết không? Người nghệ sĩ thường dùng tay uốn con đàn. Thì người sĩ dùng tay uốn con đàn để làm gì các em? Hả? Đó chính là để thay đổi cái độ căng của dây đàn các em nhé. Nhớ này, để thay đổi, các em ghi chỗ đây luôn. Để thay đổi độ căng của dây đàn. Được chưa nào? Để làm gì? Với mục đích là tạo ra các cái âm thanh nó có cái tần số khác nhau. Ok. Mục đích là để làm gì các em? Mục đích chính để cái việc mà thay đổi độ căng dây đàn, để làm gì? Để thay đổi cái tần số ha? Thay đổi cái tần số và âm phát ra trầm hay bổng ha? Khác nhau. Các em hiểu chưa nào? Đó. Ok. Chúng ta sẽ đi sang cái bài cuối cùng, đó chính là bài 11.10 nhé. Rồi. Ta đi sang cái bài 11.10 các em, sao ha? Bằng quan sát và lắng nghe âm phát ra từ chiếc đàn guitar, chúng ta biết rồi ha. Khi ta gãy một dây đàn rồi cũng gãy dây đàn đó nhưng bấm lần lượt ở các phím khác nhau, thì em thấy là ở trên cái thanh đàn à, nó có những cái phím nghe, nó tạo ra những cái nốt như đồ, rê, mi, fa, sol, la, nghĩa là nó không giống nhau đâu, mà các em sẽ thay đổi theo cái chiều dài của cái thanh đàn đó. Các em hiểu chưa nào? Hãy đưa ra nhận xét về cái tần số dao động của dây đàn khi thay đổi vị trí bấm trên phím đàn. Như vậy thì các em thấy là khi mà các em thay đổi cái vị trí bấm trên phím đàn á, mà càng về gần cần đàn ha, gần cái cần đàn, thì cái phần chiều dài của dây đàn nó bị rung thì nó như nào, càng tăng thì cái âm phát ra nó sẽ càng cao và ngược lại, vậy thôi. Các em hiểu chưa nào? Như vậy ở đây chúng ta thể ghi thành là khi thay đổi vị trí không, vị trí bấm
bấm phím đàn. Càng về gần cần đàn, tí thầy sẽ giải thích cái cần đàn ở chỗ nào nha. Ok, thì cái phần chiều dài dây đàn bị rung càng tăng nha các em nhé, càng tăng thì âm phát ra càng như nào, càng cao. Ok, nên ta khi đó ta suy ra là cái tần số dao động của dây đàn càng tăng và ngược lại. Em hiểu chưa nào? Cái cần đàn là ở chỗ này nè em này. Ví dụ cái đàn guitar chúng ta như này. Đây là cái gì? Cái thùng đàn này. Đây là cái thanh đàn, cái cần đàn là ở chỗ này này. Đây chính là cái cần đàn này. Như là ví dụ tay chúng ta đang bấm vào vị trí đây đi, nó gần đây. Còn ví dụ thì nó ngược lại thì nó gần cái thùng đàn này thì nó lại ngược lại cái này. Em hiểu chưa? Đó. Ok, như vậy thì clip của chúng ta đến đây là kết thúc các em nhé. Trong clip tiếp theo thì thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái bài 12 là độ to của âm. Ok, chúng ta nhớ làm trước rồi chúng ta mới xem clip của thầy nhé. Cảm ơn các em, bye bye.